âm mưu quyết định 1334 của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bài biên soạn của kỹ sư Lê Thành Nhân ngày 23 tháng 12 năm 2023. Những ngày ngụy quân ngụy quyền còn dày đặc trong bộ não của người Cộng sản Việt Nam. Không một ai có dính líu với chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 mà có thể sống yên với cộng sản hàng ngày họ chỉ biết cúi mặt xuống đất như người vô tri vô giác giả dại qua ải đêm về khi nghe chó sủa hoặc tiếng gõ cửa thì sợ toát mồ hôi lạnh nghĩ rằng công an cộng sản đến bắt đi thủ tiêu mọi việc phải theo chính quyền địa phương quản lý nếu có một hành động nào phật ý với cộng sản thì đồng nghĩa với cái chết hay đi tù cải tạo không có ngày về. Ngụy quân, ngụy quyền bị tước đoạt hết tự do, phẩm giá con người và tài sản. Tương lai của họ chỉ nhìn thấy kiếp nô lệ của những đòn trả thù độc ác của bên thắng cuộc Cộng sản Việt Nam. Không những cha mẹ ngụy mà con cái ngụy cũng bị vướng vào cái gọi là cách mạng lý lịch, vào trường đại học hay kiếm một công việc làm chỉ là giấc mơ. Cuộc đời lang thang, tương lai tăm tối vô định đang chờ đợi. Bỏ nước ra đi, phải đối diện với tử thần bội phần. Phải đi thôi, nếu không muốn tiếp tục sống trong địa ngục trần gian trên quê hương mình. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhục mạ những người ra đi tìm tự do bằng những lời hận thù cay độc những kẻ phản quốc chạy theo đế quốc Mỹ ăn bơ thừa sữa cặn. Ra đi bỏ lại quê hương đang ngụp lặn trong chủ nghĩa mác lê lỗi thời như chiếc áo cũ rẻ rách. Đất nước bị lãnh đạo bởi những người thiếu học, kém kiến thức mà cực đoan bảo thủ, lừa đảo và trả thù thì có thừa. Với hoàn cảnh như vậy, Chẳng bao lâu Cộng sản Việt Nam đưa đất nước đến bờ vực phá sản. May nhờ có những đồng đô la người Việt tị nạn hải ngoại tiếp máu thay ra đổi thịt. Thêm nữa, những thành tựu trí tuệ của người Việt đóng góp cho đất nước tị nạn ngày càng nổi lên. Cộng sản Việt Nam vô liêm sỉ quay 180 độ từ nhục mạ qua mơn trớn tung hô, với khẩu khí nịnh bợ. Người Việt hải ngoại là khúc ruột ngàn rộng và là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Ngày 26 tháng 3 năm 2004, cách đây gần 19 năm, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam ra nghị quyết 36 do Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trung ương ký để chiêu dụ người Việt tị nạn hải ngoại đem tiền của về làm ăn trong nước. Nghị quyết 36 là văn kiện đầu tiên của bộ chính trị Cộng sản Việt Nam về công tác đối với người Việt ở nước ngoài. Nội dung vẫn là ca bài con cá theo sách lừa bịp Hồ Chí Minh để lại. Dùng những lời đường mật dụ dỗ và hứa hẹn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khúc ruột ngàn rộng trở về xây dựng tổ quốc. Ở đó có tình tự dân tộc gắn bó với quê hương. Cùng lúc, những bản nhạc như Quê hương là chùm khế ngọt, luận điệu giao lưu văn hóa, chủ trương hòa hợp hòa giải dân tộc tung ra để phụ lực cho chiêu trò dụ dỗ Việt Kiều trở về. Nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam cách đây 19 năm hôm nay đưa ra trong nội dung bài này có thừa không? Không. Mà trái lại, khi nói đến âm mưu của quyết định 1334 mà không nhắc đến nghị quyết 36 là một sự thiếu sót. Vì trong quyết định 1334 nhiều lần nhắc đến nghị quyết 36 như một tiền đề. Nghị quyết 36, sự thất bại của Cộng sản Việt Nam sau gần 19 năm hoạt động bởi những lý do. Nghị quyết 36 nhắm vào đối tượng thuộc thế hệ thứ nhất của người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại. Hầu hết họ đã kinh qua những lừa bịp xảo trá của Cộng sản Việt Nam, nên không ai còn tin vào Cộng sản Việt Nam để trở về đất nước. Thêm nữa, Nghị quyết 36 đã bị người Việt hải ngoại vạch trần âm mưu, lên án, tố cáo khắp cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Việt Nam Quốc dân Đảng đã đóng góp một phần không nhỏ bằng những nhận định, phân tích, tổ chức những buổi hội thảo trong cộng đồng người Việt tị nạn, hội luận trên đài truyền thanh truyền hình để giải thích cho đồng bào biết rõ ý đồ của Nghị quyết 36. Với nhiều nỗ lực không ngừng của bộ chính trị cộng sản Việt Nam mà kết quả chỉ có một số Việt cộng nằm vùng tại hải ngoại và một ít người Việt nhẹ dạ cả tin cộng sản trở về. Số người này bị cộng sản Việt Nam lường gạt chỉ còn hai bàn tay trắng trở lại đất tạm dung sống không dám nhìn lên. Có người quá oan ức đưa đơn kiện Cộng sản Việt Nam trước tòa án quốc tế như Trịnh Vĩnh Bình, vua trả giò ở Hòa Lan là một minh chứng. 11 năm sau, ngày 19 tháng 5 năm 2015, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam thấy nghị quyết 36 y ạch nên giúp toàn lực các ban ngành của nhà nước đồng loạt đẩy mạnh nghị quyết 36 qua chỉ thị 45 do Lê Hồng Anh ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư Trung ương ký. Trong chỉ thị 45 có những cảnh báo về sự trì trệ trong việc thực hiện nghị quyết 36. 17 năm sau, ngày 12 tháng 8 năm 2021, sau khi đã dốc toàn lực của các ngành trong nhà nước Cộng sản Việt Nam để thi hành chỉ thị 45 nhằm đẩy mạnh hơn nghị quyết 36 nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại. Bộ chính trị Cộng sản Việt Nam họp bí mật nhiều ngày ở khu nghỉ dưỡng Đồ Sơn để tìm phương kế cho nghị quyết 36. Một bản kết luận của bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới do Võ Văn Thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương ký với nội dung có đoạn đã thú nhận thất bại công tác người việt nam ở nước ngoài còn một số hạn chế có nơi có lúc công tác người việt nam ở nước ngoài chưa được các cơ quan tổ chức quan tâm đúng mức công tác nắm tình hình cộng đồng tham mưu kiến nghị và phối hợp triển khai chủ trương chính sách chưa sâu sát, chặt chẽ và kịp thời. Chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của đồng bào ta ở nước ngoài. Bốn tháng sau, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam giao trách nhiệm thực hiện nghị quyết 36 cho chính phủ. Chính phủ ra nghị quyết 169, đuôi CP ở sau nghị quyết là viết tắt chính phủ do Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ký với mục đích cũng vì nghị quyết 36 nghị quyết 169 ban hành chương trình hành động của chính phủ tiếp tục đẩy mạnh nghị quyết 36 chỉ thị 45 kết luận 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài ngoài giai đoạn từ 2021 đến 2026. Từ năm 2004 đến 2021 trải qua 17 năm. Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã điều động hết các ban ngành của chế độ từ trong ra ngoài nước vào công tác chiêu dụ người Việt tị nạn về nước làm ăn. Nhưng hầu hết người Việt tị nạn hải ngoại ngoảnh mặt làm ngơ vì biết Cộng sản Việt Nam là một tập đoàn lừa bịp xảo trá. Tình thế mới, cú lửa mới khó chống đỡ. Tháng 9 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Hà Nội, nâng ngoại giao lên hàng cao nhất đối tác chiến lược toàn diện. Chế độ Cộng sản Việt Nam bước qua một thời kỳ mới bang giao với siêu cường hoa kỳ mỹ việt giờ đây không còn sự cản trở đã cùng ký với nhau hợp tác toàn diện với chi tiết đã công bố trong trang nhà của tòa bạch ốc là tổng thống biden và tổng bí thư cộng sản việt nam nguyễn phú trọng công bố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mỹ việt với những trọng điểm là Mỹ sẽ đầu tư vào nền kinh tế đổi mới, hợp tác về khoa học và kỹ thuật công nghệ, đặc biệt công nghệ chất bán dẫn, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và kinh tế. Ươm mầm giữa người Việt và Mỹ qua hợp tác giáo dục và đào tạo. Trước tình hình mới, nhà nước Cộng sản Việt Nam ra quyết định 1334 do phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 10 tháng 11 năm 2023 với nội dung phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Trước đây, người Việt hải ngoại đã thành công chống nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam nay có áp dụng kinh nghiệm đó để chống quyết định 1334 được không? Chúng ta cần phân tích những khác biệt để đối phó. Về tổng quan, nghị quyết 36 và quyết định 1334 có mục đích giống nhau, đều là phát huy nguồn năng lực của người Việt nước ngoài. Nhưng nghị quyết 36 trước đây nhắm vào thế hệ người Việt tị nạn thứ nhất đã có nhiều kinh nghiệm với Cộng sản Việt Nam. Lần này, quyết định 1334 nhắm vào những thành phần thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt tị nạn có trình độ khoa học kỹ thuật. Thế hệ tị nạn hậu duệ này chưa biết về mưu mô xảo trá của Cộng sản Việt Nam nên dễ xa vào những dụ rỗ bằng hấp lực vật chất mà Cộng sản Việt Nam đã bày ra để chiêu dụ. Nghị quyết 36 không thành công vì Cộng sản Việt Nam nhắm đối tượng không thể nào hòa hợp, hòa giải với Cộng sản. Nghị quyết 36 cũng không có chỉ tiêu, do vậy chiêu dụ được bao nhiêu người về làm ăn ở Việt Nam thì tốt bấy nhiêu chứ không đặt nặng con số phải đạt được. Trái lại, quyết định 1334 cần phải đủ chuyên viên chuyên môn mới phát khởi công ty. Hoa Kỳ thừa biết rằng chuyên viên kỹ thuật chất bán dẫn ở Việt Nam hiện nay rất hiếm mà đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực này thì rủi ro lại rất cao. Để tránh những rủi ro đó, chắc chắn Mỹ sẽ kết hợp với Cộng sản Việt Nam để tuyển dụng nhân lực. Với quyết định 1334 thì Cộng sản Việt Nam phải tuyển dụng đủ nhân lực thì công ty mới khai triển. Nếu thiếu, chắc chắn những công ty của Mỹ đầu tư ở Việt Nam rồi cũng phải tháo chạy như Intel bởi vì thiếu resources, một móc xích cực kỳ quan trọng đối với sự hưng vong của một công ty điện tử bán dẫn. Cộng sản Việt Nam nếu không tuyển được chuyên viên thì không một công ty điện tử bán dẫn nào dám vào đầu tư ở Việt Nam. Cho nên, giấc mơ bán dẫn của Cộng sản Việt Nam như là ngắm hoa trong hương trăng dưới nước. Do đó, bằng mọi cách, Cộng sản Việt Nam phải thực hiện thành công quyết định 1334 để tiếp tục khoe mẽ thành tích để giữ vững chế độ độc tài đảng trị. Câu hỏi đặt ra, Cộng sản Việt Nam sẽ làm gì với quyết định 1334 tại hải ngoại? Qua những văn phòng tìm việc, tức là Employee Agent của người Mỹ, những Employee Agents rất tinh khôn, đến nỗi ở những thành phố họ có văn phòng, biết kỹ sư đang làm hãng nào, họ đều có hồ sơ để liên lạc tìm người cộng sản việt nam sẽ tuyển người qua hệ thống này qua những bữa tiệc của các công ty hoa kỳ mở ra mời cán bộ cộng sản việt nam đến tạo điều kiện làm quen ở đó họ xây dựng network qua hệ thống mạng xã hội sau đó liên lạc và mời gọi từng đối tượng đúng ngành nghề về làm việc ở việt nam nhà nước cộng sản việt nam liên lạc với những giới lãnh đạo các công ty điện tử bán dẫn vào đầu tư tại Việt Nam để có những offers rất tốt khi về Việt Nam làm việc. Việt Nam sẽ tổ chức xuân quê hương, trại hè thanh niên thanh nữ, mở những khóa thi tuyển chọn nhân tài, mở các cuộc hội thảo mời chuyên viên hải ngoại về thuyết trình. Cộng sản Việt Nam qua những thành phố kết nghĩa anh em giữa Mỹ Việt để mở những cộng đồng thân cộng đối lại với những cộng đồng chính danh của người Việt tị nạn ở hải ngoại. Cán bộ cộng sản Việt Nam dùng những thủ đoạn vật chất hấp dẫn nhất, những lời ca tụng ban khen ngon ngọt nhất để mời gọi chuyên viên người Việt ở nước ngoài trở về làm việc trong nước đối tượng mà Cộng sản Việt Nam nhắm tới lần này là những chuyên viên kỹ thuật các ngành nghề, đặc biệt là trong công nghệ bán dẫn thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt tị nạn, không am tường tiếng Việt. Đề nghị cách đối phó. Nhìn ra những phương cách chống nghị quyết 36 và quyết định 1334 khác nhau ra sao? Đấu tranh chống nghị quyết 36 mà người Việt hải ngoại đã thực hiện thành công là nhờ vào sự lên án mạnh mẽ nghị quyết 36 bởi các tổ chức và đảng chính trị chống cộng trong cộng đồng tị nạn hải ngoại. Đối tượng là thế hệ người Việt tị nạn thứ nhất nên dễ nối kết và thông cảm. Những buổi hội thảo trong cộng đồng người Việt dễ dàng mời gọi số đông đến tham gia. Các buổi hội luận trên TV, radio bằng tiếng Việt có tác dụng nhất định. Nói chung là mọi công việc lên án âm mưu nghị quyết 36 trong cộng đồng người Việt tị nạn khá thuận lợi và thành công. Với quyết định 1334, những phương pháp như chống nghị quyết 36 không còn tác dụng bởi vì khó có thể mời thế hệ thứ hai, thứ ba đến để nghe cha anh thuyết trình về âm mưu của quyết định 1334. TV và radio bằng tiếng Việt không truyền đạt đến thế hệ thứ hai, thứ ba vì trở ngại ngôn ngữ. Những bài phân tích về âm mưu quyết định 1334 bằng tiếng Việt qua báo chí, hệ thống mạng không phải là món ăn ưa thích của giới trẻ người Việt hải ngoại. Chìa khóa của vấn đề là làm sao để giới trẻ thuộc thế hệ tị nạn thứ hai, thứ ba hiểu thấu đáo về âm mưu của quyết định 1334. Nếu không thì họ sẽ bị Cộng sản lừa bịp như một số cha anh của chúng ta đã bị Hồ Chí Minh lừa hoạt động cho cộng sản vì hai chữ độc lập của thời chống Pháp năm 1945. Một vài gợi ý đấu tranh chống quyết định 1334. Đây không phải là việc làm một lần là xong. Cần phải kiên trì và liên tục làm sao âm mưu của quyết định 1334 đến từng nhà của người Việt tị nạn. Qua đó nhờ cha mẹ thuộc thế hệ tị nạn thứ nhất giải thích, thuyết phục con cái của mình không nghe lời dụ dỗ của Cộng sản Việt Nam về nước làm việc. Xây dựng một network của thế hệ thứ hai, thứ ba qua các phương tiện truyền thông mạng như email, Facebook, Twitter, nay gọi là X hoặc Instagram chuyển qua tiếng anh những bài nhận định để gửi vào email cho lớp trẻ thấu hiểu vấn đề khi họ đã hiểu vấn đề thì họ tự suy xét có nên về hay không mở những buổi hội thảo bằng tiếng anh đối với các hội sinh viên việt nam ở các trường đại học hoa kỳ giúp cho thế hệ trẻ biết những âm mưu xảo trá của cộng sản việt nam qua quyết định 1334. Gom góp những đoạn tin ngắn có tính cách tiêu cực về kinh nghiệm của người Việt hải ngoại về làm ăn ở Việt Nam, chuyển ngữ sang tiếng Anh rồi đưa lên các trang mạng xã hội qua email, Facebook, Twitter tức là X hoặc Instagram để nhiều người trẻ thế hệ sau cùng biết mở những buổi hội thảo online về đề tài quyết định 1334 để những chuyên viên kỹ thuật thuyết trình và thảo luận. Quyết định 1334 là sự sống còn của Cộng sản Việt Nam có Mỹ tiếp tay. Mỗi tổ chức, mỗi đoàn thể đều có những sáng kiến riêng sẽ cùng nhau đánh mại âm mưu quyết định 1334 này. Nói chung, làm sao để truyền bá đến đối tượng trẻ hiểu rất rõ về âm mưu của quyết định 1334. Về Việt Nam làm việc không phải là cơ hội thăng tiến, mà là một tai họa cho tương lai sự nghiệp của mình. Bởi vì nơi đó, Cộng sản Việt Nam đang cai trị độc tài, chuyên trò vắt tranh bỏ vỏ. Luật pháp không bằng luật rừng tài năng không bằng xảo trá lừa bịp một xã hội đang sống trong sự gian lận lừa đảo gian dối thành thói quen những tấm lòng chân phương của một người trẻ trưởng thành trong xã hội văn minh âu mỹ sẽ như con cừu lạc vào giữa bầy lang sói cộng sản